Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp Chủ Nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Thân tháng Ất Mùi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thạch lưu mộc, ngày canh thân, tức can chi tương đồng, thuộc kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thạch lưu mộc, kỵ tuổi, giáp dần, mậu dần, ngày thuộc hành mộc, khác với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục, xung với dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm dần, mậu dần, giáp tý, giáp ngọ, tuổi xung trong tháng, tuổi kỵ sửu, quý sửu, tân mão, tân dậu, vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày của các sao tốt như sao thiên quan tốt mọi việc, sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa, đặt giường, sao u vi tinh tốt mọi việc, sao tuế hợp tốt mọi việc, sao ích hậu tốt mọi việc nhất là cưới hỏi và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng tây bắc, tài thần hướng tây nam. Theo khẩu minh, hôm nay là ngày bạch hổ đầu, tốt, xuất hành cầu tài đều được, đi đâu, làm gì đều thông đạt. Sau đây, mời các bạn đuốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp, Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đuốn xem từ vi tuổi tí. Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này dưới sự giúp sức của tam hợp phù trợ giúp cho bạn tuổi Tý có năng suất làm việc rất cao. Bạn không ngại ngần khi đối diện với những khó khăn, thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng hăng hái và có khả năng đưa ra được những quyết định đúng đắn khiến cho mọi người tin tưởng. Công việc của bạn tuổi tí phụ trách nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đây là lý do để cho bạn đặt nhiều hy vọng vào thời gian tới. Bạn cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần tích cực này nhưng đừng có nên quá mức kiêu ngạo dễ để xảy ra lỗi lầm đáng tiếc đến với mình. Trong chuyện tình cảm của bạn tuổi tí ngày chủ nhật này khi bạn đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy với bạn đang có được một gia đình rất hòa thuận, bạn và nửa kia luôn tin tưởng vào nhau và luôn cùng thảo luận mọi vấn đề từ nhỏ cho đến lớn ở trong nhà. Và bạn tin rằng với sự đồng lòng, hai người có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đưa ra những quyết định sáng suốt không ngại ngần đối diện với những khó khăn. Từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng của mọi người. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ vợ chồng đồng sức đồng lòng để giải quyết những khó khăn. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có nhiều hy vọng trong tương lai. và đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Từ vi tuổi sửu Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có thể sẽ bị kẻ khác lợi dụng, chiếm đoạt về công lao. Và khi đối diện với tình trạng này, bạn tuổi Sửu cần phải giữ cho đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo để đưa ra hướng giải quyết chính xác không nên để cho cảm xúc quá bi quan hoặc là nóng nảy chi phối hành động của mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu, đối với những người làm kinh doanh buôn bán, chớ nên vội vàng đầu tư trong ngày mà hãy chờ đợi một thời điểm khác, bởi có thể khoản tiền mà bạn dùng để đầu tư chưa chắc đã đem lại lợi nhuận như ý muốn, thậm chí với bạn còn phải bù thêm tiền lỗ vào đứa nữa. May mắn là trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp với những người khác phái và bạn hãy thoải mái thể hiện bản thân mình để cho mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Bạn có thể sẽ gặp được người phù hợp với mình trong chính ngày hôm nay nữa. Về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có thể bị lợi dụng bị chí mất công lao tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên quá mức nóng nảy hoặc là bi quan tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa chú ý kiểm soát hành động và lời nói của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên đầu tư cần chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn với mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc dễ gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hỏi Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi dần phải làm việc vô cùng vất vả ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn không nên bi quan hoặc là muốn bộ cuộc vì gần như với bạn không nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai cả. Bạn cần phải nghĩ rằng thử thách trong ngày hôm nay là điều kiện bắt buộc phải vượt qua nếu như bạn muốn phát triển tương lai sự nghiệp của mình hơn nữa. Và để tăng hiệu quả làm việc, một khi bắt tay vào công việc gì với bản mệnh tuổi dần, không nên sao nhã nghĩ tới những chuyện khác khiến cho mình dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Khi có người khác góp ý, bạn cũng nên chú ý để lắng nghe, tiếp thu một cách thiện trí. Trong vận trình ngày Chủ nhật này, bạn tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, cho thấy với bạn vốn là người tài giỏi và có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình đang phụ trách. Vì vậy, dù hiện tại có không được ai công nhận đi chăng nữa, nhưng sớm muộn gì người ta sẽ nhận ra tài năng của bạn mà thôi vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy làm việc vất vả mà không được ai giúp đỡ tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa không nên có những suy nghĩ bi quan tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ không nên sao nhà khi giải quyết công việc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc là người tài giỏi và giàu kinh nghiệm trong công việc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cố gắng sẽ được người khác công nhận và ngưỡng mộ và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 19 số 76 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá cây màu xanh da trời quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi Mão, Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mão đang gặp được ngày của chính ấn nâng đỡ, cho nên với bà tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong chuyện thi cử hay là bầu cử ngày hôm nay bạn có thể sẽ chinh phục được những đỉnh cao mà từ trước tới nay mình chưa hề nghĩ tới miễn là bạn đã chuẩn bị cho thật kỹ càng và sẵn sàng luôn nghiêm túc trong công việc trong công việc ngày hôm nay với bà tuổi mão á bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhưng nhiều khi vẫn còn những suy nghĩ trì trệ không muốn cố gắng, hài lòng với thực tại, bạn vẫn còn những khả năng chưa được phát huy. Vì vậy, bạn cũng cần phải cố gắng để vươn lên hơn nữa bạn tuổi mão nhé. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và người nhà lại không được mấy hòa hợp có lẽ đôi bên cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nhau hơn là cứ ai làm việc nấy như bây giờ như vậy thì quan hệ giữa mọi người sẽ càng lúc càng xa cách hơn về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy gặp nhiều may mắn nếu như tham gia thi cử bầu bán tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa chăm chỉ chịu khó nghiêm túc trong công việc tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên dễ dàng bằng lòng với thực tại tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không hòa hợp với người thân trong gia đình tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dành nhiều thời gian hơn để nói chuyện trò chuyện với nửa kia. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 52, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần, tuổi mùi. Từ Vi tuổi Thìn, Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Thìn, cho chúng ta thấy là bà tuổi Thìn trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay Tiến trị tương đối là thuận lợi, chỉ cần bạn luôn chú ý vào nhiệm vụ được giao và bạn chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả khả quan, thậm chí là đáng để cho người khác ngưỡng mộ nữa tuy nhiên với bà tử thìn trong ngày này bạn cũng cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế dường như bạn đang quá lạnh lùng không muốn chia sẻ quan điểm suy nghĩ của mình với bất cứ ai bạn cần phải cởi mở hơn với mọi người bởi trao đổi ý kiến cũng là cách hữu hiệu giúp cho bạn nhận ra thiếu suất và hoàn thành nhiệm vụ của mình nữa xem tử vi ngày tốt xấu hôm nay là ngày tốt phù hợp để cho bạn cầu tài cầu phúc tế tự. Vì vậy, đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán, có thể thực hiện công việc này vào ngày hôm nay, tận dụng thời điểm vàng để gặp nhiều may mắn đến với mình. Về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, công việc tiến triển thuận lợi. Từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chú ý vào nhiệm vụ được phân công. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, nên cởi mở hơn khi trao đổi ý kiến với mọi người. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, chú ý trong cách đối nhân sự thế. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, nên thực hiện các công việc như là cầu tài, cầu phúc, tế tự. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35 số 77, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ bạn là người rất thông minh nhanh trí trong ngày hôm nay nhị hợp phù trợ bạn nhanh chóng nắm bắt được gốc rễ vấn đề dù vấn đề ấy có hoàn toàn mới mẻ đi chăng nữa đồng thời bạn cũng là người khiêm tốn chịu khó tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người trong cuộc sống với bạn tuổi tỵ có thể bạn là người rất hăng hái giúp đỡ người khác Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ơn bạn vì điều đó. Vì thế, một khi đã quyết định giúp đỡ ai thì bạn hãy cứ vô ti, vô tư, đừng có so đo tính toán thiệt hơn để tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của mình ngày chủ nhật này với bà tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họ khác với kim cái điều này cho thấy về mối quan hệ trong gia đình của bản mệnh lại không được mấy êm ấm vợ chồng bạn có thể chiến tranh lạnh vì những quan điểm bất đồng với nhau và với bà tuổi tỵ cần phải nhanh chóng giải quyết những khúc mắc đang còn tồn tại đừng có để cho chuyện tình cảm đôi bên dần phai nhạt đi về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, đầu óc thông minh, xử lý công việc rất tốt, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, công lao không được người khác ghi nhận, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, không nên so đo, tính toán quá nhiều, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải thảo luận để thống nhất quan điểm với nửa kia và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 54, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. từ Vi Tuổi Ngọ, Chủ Nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ Nhật này với bà Tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà Tuổi Ngọ đang gặp ngày có họa khắc với Kim, cái điều này làm cho bà Tuổi Ngọ cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn, chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc là sở thích cá nhân. Có thể bạn đang quá vô tâm và dồn hết trách nhiệm cho nửa kia của mình nữa rồi. Và ngày này, đối với những người còn trẻ tuổi, có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ hoặc là họ hàng của mình. Và trước khi đưa ra lời phản bác nào đó, bạn mạnh hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người đi trước, bởi dù sao thì mọi người cũng là giàu kinh nghiệm hơn bạn, góp ý cho bạn, bạn cũng phải tôn trọng họ. Và trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tứ Ngọ, lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi ngọ nên chú ý trong cách nói năng, cư xử với đồng nghiệp. Và dù bạn có bất mãn với ai đi chăng nữa, bạn cũng không nên dùng những lời nói quá thẳng thắn hoặc là mạnh mẽ, cố tình khiến cho đối phương bị tổn thương, gây ảnh hưởng tới hòa khí của hai bạn. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim cần phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên dồn hết trách nhiệm trong lua gia đình cho nửa kia tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nên chú ý lắng nghe lời dạy bảo của những người đi trước tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nại sinh mau thuận với đồng nghiệp tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc chú ý trong cách cư xử nối năng không nên cố làm tổn thương người khác vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày chủ nhật này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 56, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Từ vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Với bàn tuổi mùi bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bàn tuổi mùi đang gặp ngày có thương quan tác động. Điều này làm cho bàn tuổi mùi có thể sẽ vướng phải nhiều rắc rối bởi cái tính nóng nảy, thiếu kiềm chế của mình. Vì bảo vệ ý kiến cá nhân, bạn có thể vô tình hoặc là cố ý đắc tội với người bè trên hoặc là người có chức quyền tự đẩy mình vào rắc rối và hôm nay với bạn tuổi mùi tốt nhất là bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe ý kiến của người khác có thể người ngoài sẽ nhận ra những điều chưa hợp lý trong suy nghĩ của bạn bởi nhiều khi người ngoài cuộc tỉnh táo hơn bạn nghĩ rất nhiều và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cho thấy bản mệnh và người bạn đời của mình luôn có được sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Có thể được như vậy là nhờ từ trước tới nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi công việc gia đình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim có chí khí luôn cố gắng phấn đấu trong công việc. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy cố gắng khẳng định giá trị của bản thân tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa đối với những bạn làm nghề tự do được khách hàng tin tưởng tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ dễ gây ấn tượng tốt với mọi người tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc vợ chồng có được sự thấu hiểu luôn trao đổi mọi việc trong nhà với nhau và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 79, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi thân, cho chúng ta thấy là bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho bà tuổi thân làm ăn khá nhờ các công việc nghề tay trái của mình. Bên cạnh nguồn thu nhập chính thì việc làm thêm cũng là một nguồn thu nhập khá ổn định của bạn. Bạn cần phải tiếp tục cố gắng, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu số tiền rất đáng ngưỡng mộ nữa. Ngoài ra, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi thân, một số người còn có thể sẽ nhận được một khoản tiền lớn nhờ vào sự may mắn của mình. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn vẫn nên cố gắng làm ăn, tránh dựa dẫm vào những khoản tiền như thế này. Tay làm hàm nhai mới có thể giúp cho bạn có một cuộc sống ổn định và giàu sang. Ngoài ra, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này cho thấy với bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan tới xương khớp, cột sống, người lớn tuổi cần phải chú ý vận động vừa phải, trong khi đó người trẻ tuổi thì nếu như làm việc gì ngồi lâu thì cũng nên đứng dậy vận chuyển sao cho đảm bảo về sức khỏe của mình. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nhận được nguồn thu nhập phụ ổn định dựa vào nghề tay trái của mình. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa phát huy lợi thế của bản thân để thăng tiến xa hơn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ có thể nhận được tiền thưởng nhờ vào sự may mắn của mình. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc chủ động hơn trong công việc tránh dựa dẫm vào vận may, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, chú ý các bệnh liên quan tới xương khớp. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 65, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu, chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày chủ nhật này với ba tuổi dậu cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi dậu đang tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ vụ sự chia chở của tam hội phù trợ. Bạn mạnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao phó, cùng với đó bạn cũng rất tự tin và không hề ngại ngần khi đối diện với những khó khăn, thách thức cũng như là sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ may mắn hơn trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi dậu còn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân bạn có thể sẽ tiếp thu được những điều có giá trị từ người ấy giúp ích cho công việc của bạn về sau này do đó với bạn đừng có ngần ngại lên tiếng nhờ sự giúp đỡ nếu như cảm thấy mình gặp khó khăn và ngày này với bạn tuổi dậu, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt để cho công việc của mình thêm phần được thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hỷ thần, hướng Tây Bắc sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều may mắn và tài thần, hướng Tây Nam sẽ giúp cho bạn thành công. Vài từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, công việc tín trịn thuận lợi, từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa không ngần ngại đối diện với những khó khăn, thách thức từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, học hỏi kinh nghiệm từ những người khác từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 11, số 29, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tốt, Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tuất, chua chúng ta thấy là bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Với những bạn làm công việc tự do thì có được cơ hội làm ăn tốt trong ngày hôm nay. Có thể sự đáng tin cậy của bạn đã gây được ấn tượng tốt với mọi người, giúp cho khách hàng đến với bạn đông đảo và thường xuyên hơn. Và ngày này, đối với những bạn làm công ăn lương thì hôm nay có được một ngày nghỉ ở bên những người thân yêu của mình. Dù bạn chưa nhận được một khoản tiền thưởng nào đó, nhưng bạn hãy cứ yên tâm bởi chỉ cần bạn trong thời gian tới cố gắng hết sức mình thì không thể có chuyện cấp trên không để ý tới bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này cho thấy với bạn tử tuất đang rất vượng vận về đào hoa, nếu như bạn đã có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có được một cái kết rất hạnh phúc viên mãn. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa bị gây khó dễ trong công việc, trở nên kích động. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên vội vã tin theo bất kỳ điều gì tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cẩn thận trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nhận được sự yêu mến của nhiều người tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy có được cơ hội tiếp xúc với nhiều người và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 86, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi dậu. Từ vi tuổi hỏi, chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi Hợi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ Hợi. Điều này làm cho bà tuổi Hợi vướng phải nhiều chuyện phức tạp rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể xuất hiện nếm đá giấu tay khiến cho bạn vướng phải nhiều chuyện thị phi phức tạp. Song với bà tuổi Hợi chớ có nóng nảy, mất bình tĩnh, kẹo lại rơi vào bẫy của họ. Trong công việc của bạn tuổi hợi ngày Chủ nhật này, tâm tính dễ bị kích động, rất dễ khiến cho bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Và trước khi bắt tay vào một việc gì đó, nếu như bạn còn chưa chắc chắn thì không nên làm theo ý của mình, mà nên thảo luận với những người đáng tin cậy, có nhiều kinh nghiệm trước cái đã. Ngày Chủ nhật này, bạn Thủy Hợi lại đang gặp được ngày của Kim sinh cho Thủy Vượng. Cái điều này cho thấy nửa kia chính là một chỗ dựa về tinh thần rất vững vàng cho bạn. Nếu như có điều gì khiến cho bạn khó xử, bạn hãy trò chuyện với người ấy. Bạn cũng biết nửa kia luôn sẵn sàng để lắng nghe và đưa ra giúp cho bạn những lời khuyên rất hữu ích nữa. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa vướng vào nhiều chuyện phức tạp rắc rối từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều chuyện thị phi từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên nóng nảy mất bình tĩnh đưa ra những quyết định sai lầm từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim thảo luận với mọi người xung quanh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nửa kia là hậu phương vững chắc cho bạn và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 55, giờ tốt. Từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại